Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình chứng khoán cuối tuần. Thưa quý vị, dự thảo luật chứng khoán sửa đổi với 10 chương và 137 điều đang được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức lấy ý kiến rộng rãi công chúng đầu tư và các thành viên thị trường chứng khoán. Dự thảo luật này có những điểm mới quan trọng nào? Các thành viên thị trường có những đề xuất gì cho dự thảo? Cần có thêm những quy định nào để hướng tới minh bạch thị trường chứng khoán? Chứng khoán cuối tuần tuần này với chủ đề Dự thảo luật chứng khoán sửa đổi hướng tới minh bạch thị trường chứng khoán sẽ đồng hành cùng các thành viên thị trường chứng khoán để đóng góp ý kiến cho dự thảo này. Một trong những nội dung quan trọng tại dự thảo luật chứng khoán sửa đổi là quy định điều kiện phát hành cao hơn, chặt chẽ hơn trong xét duyệt hồ sơ gọi vốn của doanh nghiệp. Chi tiết mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Bản chất của việc phát hành trái phiếu ra công chúng là hoạt động vay vốn rộng rãi. Do vậy, để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nhỏ lẻ, dự thảo luật sửa đổi bổ sung quy định hiện hành theo hướng doanh nghiệp phải có quy mô lớn, đáp ứng tiêu chuẩn về quản trị công ty, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo tiêu chuẩn công ty đại chúng quy mô lớn. Cụ thể, doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng phải có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 300 tỷ đồng trở lên. Quy định hiện hành là 10 tỷ đồng. Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán. Theo thông tư số 155 năm 2015 của Bộ Tài chính ngày 6 tháng 10 năm 2015, hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty đại chúng có vốn góp của chủ sở hữu từ 120 tỷ đồng trở lên tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán. Thống kê của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, công ty đại chúng quy mô lớn đăng ký chứng khoán tại VSD tính đến thời điểm ngày 29 tháng 12 năm 2017 là 835 công ty. Theo quy định hiện hành, chào bán chứng khoán riêng lẻ là việc tổ chức chào bán chứng khoán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc Internet. Việc chuyển nhượng cổ phần, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu 1 năm kể từ ngày công ty đại chúng hoàn thành được chào bán. Dự thảo luật quy định điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ theo hướng chặt chẽ hơn, phù hợp với thông lệ quốc tế. Theo đó, chào bán chứng khoán riêng lẻ là việc chào bán chứng khoán cho dưới 100 nhà đầu tư. Đối với chào bán cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của công ty đại chúng, đối tượng tham gia đợt chào bán riêng lẻ chỉ bao gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược. Vì chúng ta chỉ quy định khái niệm chào bán riêng lẻ ở một phạm vi rất hẹp so với thông lệ quốc tế. Như vậy là chúng ta thắt cái đại chúng, đồng thời cái riêng lẻ chúng ta cũng thắt cái riêng lẻ, thì doanh nghiệp không có cửa để mà huy động vốn. Tiếp cận đại chúng đã có những điểm khó, rất nhiều doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp bình thường muốn đi con đường chào bán riêng lẻ. Nhưng mà vì cái phạm vi chào bán riêng lẻ chúng ta quá hẹp nên khả năng tiếp cận vốn rất khó. Quá hẹp ở đây chúng tôi muốn nói rằng là chúng ta bắt đầu mở ra không chỉ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhưng mà chúng ta bắt đầu mở thêm một số cái đối tượng, nhưng cách quy định của chúng ta vẫn khác xa với thông lệ quốc tế. Việc chuyển nhượng cổ phần, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định của tòa án, trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Hiện tại không hạn chế đối tượng và thời gian hạn chế chuyển nhượng chỉ là 1 năm. Đối với chào bán trái phiếu riêng lẻ, không phải trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, chỉ được chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chuyên nghiệp cho đến khi đáo hạn trái phiếu. Việc đưa ra quy định này nhằm ngăn chặn hành vi lợi dụng phát hành cổ phiếu cho số lượng nhà đầu tư hạn chế rồi chào bán tiếp ra công chúng. Về công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình, dự thảo luật sửa đổi theo hướng thống nhất với quy định tại Điều 133 Luật Doanh nghiệp, công ty mua lại cổ phiếu của chính mình phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ, tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phiếu được công ty mua lại. Hiện tại trên sàn chứng khoán, có không ít doanh nghiệp đang sở hữu cổ phiếu quỹ với khối lượng lớn. Chưa có thống kê các doanh nghiệp sẽ bị giảm vốn điều lệ xuống dưới mức yêu cầu tối thiểu đối với doanh nghiệp niêm yết nếu áp dụng quy định tại Điều 133 Luật Doanh nghiệp, nhưng dự báo trường hợp này rất hiếm. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài là tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên, tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đại chúng. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng được xác định như sau. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng là 100%, ngoại trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể thấp hơn về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành nghề
có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành nghề có quy định cụ thể. Trong nghị định 60 quý định cái tỷ lệ tối đa là 49%. Tuy nhiên trong luật chứng khoán lần này thì cái tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng là không hạn chế, trừ khi mà đối với các cái quy định về trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc là pháp luật chuyên ngành có cái quy định khác về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì phải theo cái tỷ lệ sở hữu nước ngoài đó. Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, việc mở rộng giới hạn này sẽ tạo điều kiện cho nhiều cổ phiếu của công ty Việt Nam đủ điều kiện tham gia vào chỉ số MSCI các thị trường mới nổi. Thưa quý vị, theo dự thảo luật chứng khoán sửa đổi thì điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng là doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên, tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán. Theo các thành viên trên thị trường thì quy định này nếu đi vào thực tiễn sẽ làm cho các doanh nghiệp có quy mô vốn nhỏ hơn không có cơ hội huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu ra công chúng. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị tiếp tục theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán kể từ năm 2008, sau 10 năm hoạt động, vốn điều lệ hiện tại của doanh nghiệp là 186 tỷ đồng. Theo đại diện doanh nghiệp này, việc quy định vốn điều lệ tối thiểu là 300 tỷ mới được phát hành trái phiếu huy động vốn từ thị trường đã khiến cho doanh nghiệp không thể tiếp cận kênh gọi vốn trái phiếu. Nó đã gạt ra khỏi cuộc chơi một lượng doanh nghiệp lớn là những doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn dưới 300 tỷ. Những doanh nghiệp này hiện nay có nhu cầu thì họ gần như họ không đạt được cái điều kiện đó. Và rõ ràng thì những doanh nghiệp đó họ gần như là họ đã bị loại ra khỏi cuộc chơi rồi. Còn những cái doanh nghiệp mà lớn hơn thì mới là được cái sự lựa chọn của cơ quan quản lý trong việc phát hành trái phiếu. Thì tôi cho rằng là thiệt thòi nó sẽ thuộc về những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và đây là một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Đồng quan điểm như vậy, giới chuyên gia cũng cho rằng việc đưa ra tỷ lệ vốn tối thiểu 300 tỷ đồng là quá cao trong bối cảnh phần lớn các doanh nghiệp tại Việt Nam có quy mô là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tôi cho rằng đây cũng là một cái điểm mà nó sẽ kìm hãm, sẽ hạn chế từ cái việc huy động vốn từ các cái doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mà thực tế là hiện tại thì cái tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam là chiếm đến hơn 90%. Như vậy thì vô hình chung là sẽ ngày càng tạo ra những cái rào cản cho đối với những cái doanh nghiệp nhỏ và nó lại là sân chơi thuộc về các cái doanh nghiệp lớn. Doanh nghiệp có quy mô vốn trên 500 tỷ hiện nay chỉ chiếm có 1,1%. Quy mô từ 200 đến 500 tỷ chiếm có 1,2%. Quy mô dưới 200 tỷ chiếm đến 97,7%. Và đấy chính là doanh nghiệp nhỏ và vừa và siêu nhỏ của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta mà để cái mức 300 tỷ, tôi cho rằng vốn điều lệ là quá cao và nó thiếu cơ sở. Thông thường trên các thị trường thế giới, trái phiếu doanh nghiệp là một trong những kênh huy động vốn chủ đạo của các doanh nghiệp thông qua thị trường thay vì phụ thuộc vào vốn của ngân hàng. Thế nhưng tại Việt Nam hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng hoặc vốn tự có. Như vậy, nếu đặt ra điều kiện vốn điều lệ tối thiểu là 300 tỷ đồng mới được phát hành trái phiếu, phần lớn các doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ khó có thể tiếp cận kênh gọi vốn đầy tiềm năng này. Chúng ta vẫn luôn muốn rằng khi mà thị trường tài chính phát triển, thì các doanh nghiệp phải có thêm nhiều công cụ để có thể huy động vốn. Và trong đối với hoạt động huy động vốn vay, thì ở thời điểm hiện tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang có một sự phụ thuộc tương đối lớn vào nguồn vốn ngân hàng. Nếu như mà chúng ta cắt đi mất cái khả năng huy động vốn từ trái phiếu doanh nghiệp, thì điều đấy lại là đi ngược với những gì mà chúng ta đang mong muốn thị trường phát triển. Đã có nhiều đóng góp xung quanh những quy định mới trong dự thảo luật và một trong số đó là cần sửa đổi quy định này theo hướng phân loại quy mô vốn của doanh nghiệp tương ứng với giá trị trái phiếu mà doanh nghiệp phát hành. Đối với những cái doanh nghiệp mà từ dưới 100 tỷ thì có thể là phát hành là huy động là dưới 100 tỷ đồng. Thế còn đối với những doanh nghiệp mà từ trên 100 tỷ cho đến dưới 300 tỷ thì có thể là được quyền phát hành là 200 tỷ đồng. Và những cái doanh nghiệp lớn trên 300 tỷ thì có thể là nên để cái quyền tự quyết cho các doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư. Về cơ bản, việc đặt ra điều kiện vốn điều lệ tối thiểu để phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thể là một hàng rào pháp lý tốt vừa giúp nâng cao chất lượng của sản phẩm trái phiếu mà doanh nghiệp phát hành ra công chúng, đồng thời là cơ sở để bảo vệ nhà đầu tư khi tham gia đầu tư vào doanh nghiệp. Thế nhưng mức vốn điều lệ tối thiểu là bao nhiêu cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng cho phù hợp với bối cảnh phát triển chung của khối doanh nghiệp tại Việt Nam. Thực tế rằng là cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam những năm vừa qua là
còn rất nhiều hạn chế. Bởi vì sao? Bởi vì là cái chúng ta chưa có một cái tổ chức định hạng, xếp hạng tín nhiệm của các doanh nghiệp hay là những cái trái phiếu của doanh nghiệp hiện nay, thì cái tính đảm bảo của nó đối với nhà đầu tư là không cao. Bởi vì đa số những nhà đầu tư cá nhân mà họ mong muốn tham gia họ đầu tư, họ luôn có một cái nhu cầu bảo vệ rủi ro cho họ. Thì hiện nay cái trái phiếu doanh nghiệp hiện nay của chúng ta thì rất nhiều doanh nghiệp là chúng ta không có cái tài sản để chúng ta đảm bảo cho những cái huy động trái phiếu của họ. Đó là lý do vì sao mà bản thân là khi mà phát hành ra thì nhà đầu tư nội, nhà đầu tư cá nhân họ không hề hào hứng một chút nào cả. Chính vì vậy mà cơ quan quản lý họ có quan điểm rằng là phải nâng cao chất lượng của những cái doanh nghiệp mà có những cái đợt phát hành trái phiếu. Ngay trong lần xem xét dự thảo lần này, cái mức 300 tỷ này cũng có thể sẽ cần phải được cân nhắc để có thể tạo ra, thứ nhất là chúng ta vẫn sẽ đạt được cái mục tiêu là có một sự sàng lọc nhất định, nhưng trong dài hạn chúng ta cũng sẽ không loại bỏ đi mất cái khả năng huy động vốn từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà đây mới là đối tượng chủ yếu chiếm số đông ở trong nền kinh tế và luôn cần có sự hỗ trợ trong cái hoạt động huy động vốn của mình. Như vậy, quy định về quy mô vốn tối thiểu của doanh nghiệp là 300 tỷ đồng mới được phát hành trái phiếu hiện đang gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Có lẽ quy định này cần được cân nhắc kỹ trước khi ban hành, nếu không sẽ trở thành một rào cản khiến các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam gặp khó trong việc tiếp cận vốn. Các thành viên thị trường chứng khoán còn có những đề xuất gì cho dự thảo luật chứng khoán sửa đổi? Mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ý kiến của phóng viên VITV. Quy định nó vẫn khá bó hẹp các hoạt động của công ty chứng khoán, dẫn đến là nhiều dịch vụ của công ty chứng khoán thực tế hiện nay đang cung cấp hoặc là mong muốn được cung cấp nhưng mà vẫn chưa được quy định vào trong dự thảo này. Cái phạm vi nghiệp vụ hoạt động của công ty chứng khoán hiện nay nó khá là bị hạn hẹp so với những cái tổ chức kinh doanh có điều kiện khác. Chẳng hạn như các tổ chức kinh doanh bảo hiểm hay là các tổ chức tín dụng thì họ có một cái phạm vi hoạt động khá là rộng. Ngoài những cái nghiệp vụ chuyên ngành của họ, họ cũng được thực hiện những cái nghiệp vụ hoạt động khác, những cái dịch vụ khác. Trong khi công ty chứng khoán hay công ty quản lý quỹ thì nó bị quản lý khá là chặt. Thế nên là với góc độ VN-Direct thì cũng mong muốn là được ban soạn thảo xem xét để mở rộng thêm cái quyền tự hoạt động của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Trong khoản 3, yêu cầu tổ chức kiểm toán độc lập phải được chấp thuận phải công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán khi xảy ra các sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư hoặc liên quan đến những sai lệch nghiêm trọng trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Thì ở đây có hai vế. Thứ nhất, tôi nói trước cái vế thứ hai là liên quan đến các sai lệch nghiêm trọng trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tức là sau khi phát hành báo cáo rồi mà phát hiện những sai lệch thì cái điều này đã được quy định ở trong chuẩn mực kiểm toán số 560 mà Bộ Tài chính đã ban hành. Cho nên là tôi nghĩ là nên rà soát lại và thống nhất, bởi vì chuẩn mực 560 nó quy định rất là chi tiết về những cái hành động cần thiết của kiểm toán viên trong trường hợp này, và nó không chỉ là một câu là liên quan đến việc là công bố thông tin mà còn phải làm việc với tổ chức phát hành, với doanh nghiệp để xử lý những sai sót đấy như thế nào trước khi mà tổ chức kiểm toán độc lập tự ra thị trường để tự mình công bố những cái thông tin đó. Có một số các vướng mắc liên quan đến rất nhiều các cái cổ phiếu riêng lẻ mà những cái nhà đầu tư chỉ sở hữu một vài cổ phiếu và cái số lượng này rất lớn. Hàng năm chúng tôi cũng mất rất nhiều các thời gian cho, đặc biệt là trong các cái đợt đại hội cổ đông, thì cái công sức mà phải bỏ ra để làm vẫn phải làm theo đúng cái trình tự quy định của pháp luật. Khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán nơi chứng khoán đó niêm yết giao dịch. Thế, về nội dung công bố thông tin thì chúng tôi có ý kiến là cái này cũng nên quy định một đơn vị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc là Sở giao dịch, vì hiện nay là trong nội bộ thì có thể có những cái về cái công nghệ báo cáo lưu hành trong nội bộ để tránh cái việc cùng một lúc báo cáo nhiều các cái đơn vị. Ta chủ trương rằng là chuyển sang một cái hệ thống quản lý full disclosure, tức là giống như các nước hiện nay là anh thua lỗ, anh không có đủ điều kiện, anh vẫn có quyền trả ra công chúng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn. Mà vấn đề tiếp cận vốn hiện nay báo cáo các anh chị là rất quan trọng, chính phủ đặc biệt quan tâm đến vấn đề thúc đẩy tăng trưởng và cho doanh nghiệp tiếp cận vốn. Nhưng mà vì đến thời điểm hiện nay chúng ta chưa đủ điều kiện để full disclosure thì chúng ta nên có một cái bước cải cách. Vì đây là thế hệ luật này là đến lần thứ 3 chúng ta chỉnh sửa rồi, nên có một số cái nới lỏng về điều kiện
nhưng mà tăng cường cái minh bạch công bố thông tin để doanh nghiệp có thể tiếp cận được vốn. Đấy là một cái bước chuẩn bị để chúng ta tiến tới full disclosure của thế hệ thứ hai. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.